chùa Lộ mới đóng ra ra mới luôn. Đặc biệt là người cộng đồng và đã trở thành người hầu của các dân tộc ở Trung Hoa, làm cho mối quan hệ cộng đồng các dân tộc ở khu vực này ngày càng đồng rất gắn bó với nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ tổ quốc. Các dân tộc, đặc biệt là dân tộc Việt,
tổng tư me các tiểu thành hoài đồng bằng sông Long trong dân bắc quy khối đại đồng kết toàn dân tộc giao lưu văn hóa các địa phương và các dân tộc với nhau tăng cường thể chất thể lực và tinh thần cho người dân góp phần vào các phong trào thể dục thể thao chung phong trào toàn dân hiện diện văn nghệ yêu thương bác hồ đại.